loh, capek kamu enggaknya? Cao lộng gió. Công an bắt được vụ chuyển 600kg ma túy đá vào Việt Nam, anh đọc chưa? Nói chung những cái này thì anh đọc suốt mà, có thể là vụ nào thôi nhưng mà anh mày đừng có mà phá anh. Bác quang súng trường đoàn quân vẫn đi vội vã, bụi Trường Sơn cái gì chưa, ma túy vào Việt Nam cảnh cậu công an Việt Nam mình bắt thôi rồi. Nói chung là gần như không có cửa để thoát. Nhưng mà vẫn có nhiều thằng đâm đầu à, biết chết mà vẫn cứ đâm à, thế mới sợ. Tiền bạc đôi khi làm con người ta nó mù đi ánh mắt. Người chia sẻ tiếp tục ấy, chia sẻ cho nay nó rộng ra. Chia sẻ mọi người ơi. Không chia sẻ là tôi đi ngủ đó nha. Giống như kiểu Lam Phi ấy. Không ai chia sẻ là tôi đi ngủ đấy nhá. Giọt đàn bầu lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về mình đất nước tôi từ thuở còn nằm nôi. Nói chung ai mà làm gian ấy, ai mà làm kiểu như trái đạo đức để có được cái đồng tiền đấy thì sớm hay muộn thì cũng phải trả giá trước pháp luật thôi. Những cái nghề mà buôn ma túy đấy là cái buôn mạng sống của đồng bào, của nhân loại là ghê gớm nhất. Và cái đấy là tội, các bạn có thể thấy là nặng nhất đó. Chỉ có 400 gram thôi hay 400 mg thì thôi là các bạn đã có cái án tử hình rồi. Vậy mà đến 600 kg thì thôi. Cứ như là trong phim ấy, đúng không? Tưởng những cái phi vụ buôn ma túy nó tưởng mà lên đến tầm khoảng hàng tạ như này, chỉ tưởng ở trong phim hành động. Chào các anh chị nha, các anh chị chia sẻ live stream của em ra nha. Anh vợ con thì chưa, anh chưa em. Tất nhiên là tử hình mà chị. Nói chung là cái tội như vậy thì không thể nào mà tránh được cái án tử hình rồi. Nhưng mà mình thấy được rồi. Bây giờ Việt Nam mình nó buôn ma túy, nó buôn theo kiểu thằng tấn thằng tạ. Dạo này bắt toàn thằng tấn thằng tạ đấy, đúng không ạ?
cứ như là mafia của nước Mỹ đó. Ghê. Bốn trăm tử hình, 4.000 cũng tử hình thì ông chọn cái nào? Nó cũng ác, nói chung là nó cũng nhiều. Như 400 thì nó đỡ hơn, như nó kiểu như nó cái nguy cơ nó trốn thoát nó cao hơn là 4.000 chứ. Nhưng shipper toàn người nào với thành phố thôi. Nick kia chưa vào được bạn ơi. Trong Sài Gòn tiêu thụ ma túy nhiều hơn, có phải do tính cách ăn chơi thoáng nên nhiều người sa vào ma túy? Vào ma túy bạn. Cái này nó không phải đâu bạn ơi, cái này nói thật, khi mà vũ trường quán bar nó mở nhiều đấy thì nó mới vào đấy nó đập thôi. Với lại một cái thành phố mà nó tập trung quá nhiều dân cư đó thì nó xảy ra nhiều tệ nạn. Đấy là cái gần như trên cái đất nước Lào cũng thế thôi, vào cái thời kỳ nó đang phát triển cái việc đô thị hóa các cái thành phố đó, nó dẫn đến là cái lượng lao động tập trung vào đấy quá đông. Và khi những cái lượng lao động tập trung vào đấy nó quá đông, nó gồm nhiều kiểu người, từ lao động trí thức đến lao động chân tay, nó dẫn đến một cái thực trạng nó khó quản lý ở trong cái xóm trọ, rồi trong các cái khu vực nó tập trung nhiều những tệ nạn. Thôi đành phải chấp nhận thôi, cuộc sống mà. Nhân tiện đây các bạn nói về những cái vấn đề xã hội thì mình cũng chia sẻ các bạn về một số vấn đề xã hội, như cái vụ vừa rồi Việt Nam chúng ta có cái vụ nó rất là nổi trên các mặt báo đấy, là gì, là một cái ông đàn ông sau đó là cưỡng hôn một cô gái. Các bạn nên nhớ là cưỡng hôn một cô gái ở trong cầu thang đó. Thì ông này sau này cô gái lên tiếng và đã công an vào cuộc và phạt ông ta 200.000. Nói chung là cái bản án nó chỉ có như vậy thôi. Nếu sự việc mà nó là vào ngày xưa đó thì nó là bình thường. Ví dụ như cách đây khoảng 10-15 năm chẳng hạn thì cái việc đó nó cũng sẽ bình thường. Thế nhưng mà vào cái thời đại Facebook để mà không có cái gì từ mũi kim sợi chỉ, từ cái việc ông chồng nằm ở trên giường như thế nào, tư thế ra sao, nó cũng được đưa lên trên cái mạng cộng đồng. Và cuối cùng thì cái vụ này cũng giống như bao nhiêu vụ khác, nó nổi trên mặt báo một cách ghê gớm. Việt Nam nó có cái hay, sản phẩm quốc trong nhân dân, sản phẩm của đất nước thì không có đưa lên trên báo khoe, nhưng mà các cái tật xấu nó bay đi nhanh cứ như là điện đó. Thì vừa rồi đó thì có rất nhiều người, rất nhiều các luồng ý kiến tư tưởng nói rằng là do con đông cháu cha cho nên là cái bản án này có 200.000 này nó không xứng đáng, nó không làm cho người dân trong nước phục. Thì tôi nói với các bạn một điều, nếu mà thứ nhất, nếu mà con đông cháu cha đấy, chắc chắn thằng này phạt không dưới 20 triệu. Việt Nam bây giờ đang trong thời kỳ cho củi vào lò, cho nên cái chuyện con đông cháu cha nó nhạy cảm lắm. Nên tôi khẳng định với các bạn, nếu như thằng này mà là con ông cháu cha chẳng hạn thì không bao giờ nó phạt 200.000 để làm gì, bởi vì đằng nào cũng phạt rồi. Phạt hẳn 20 triệu đi cho dư luận bớt dị nghị, đúng không ạ? Phạt hẳn 20 triệu hoặc 50 triệu đi cho dư luận bớt dị nghị đó, nếu là con ông cháu cha. Nhưng mà đây là một người dân thường mà người ta áp dụng theo đúng cái luật ra, thì luật ở Việt Nam, cái luật được gọi là lạm dụng tình dục đó. Cái từ lạm dụng tình dục, quấy rối tình dục đó các bạn này đó, nó ở những cái mức độ rất khác nhau, và cái này nó rất khó để mà xử lý nha các bạn. Trong các tội đấy thì cái tội mà quấy rối tình dục này, hành vi quấy rối tình dục, hành vi lạm dụng tình dục, nó rất khó để mà xác định. Bởi vì tất cả những cái người mà đứng ra xử những cái vụ này đó thì đa phần nó đều là mang cái tính cảm tính. Bây giờ tôi mới chỉ vỗ vào mông cô ấy có một cái thôi, bây giờ trêu đùa hay là tôi cố tình lạm dụng, cái đấy là chỉ trong đầu tôi mới biết, có đúng không ạ? Cái vấn đề là ví dụ như ở Việt Nam đấy mà gặp phải những cái người mà quấy rối tình dục, những người ta vỗ mông sờ đùi thì bây giờ nó luôn luôn nằm ở trong cái tình trạng là người ta đang trêu đùa hay là người ta đang cố gắng để lạm dụng tình dục.
thì những cái vụ án như này đấy theo luật nó khó, cho nên luật hiện nay Việt Nam mình nó áp dụng là những cái mức phạt. Mọi người thấy rằng là vốn dĩ như luật nó thường thường đi sau sau cuộc sống, luật nó được thành lập trước đây cả chục năm, 20 năm chẳng hạn, thì bây giờ biết làm thế nào, đúng không? Đấy là luật nó đi sau 20 năm hoặc là 10 năm, thì đôi khi nó áp dụng vào làm cho mọi người nó rất là khó. Cho nên là theo cứ theo luật mà đính thì nhà nước cũng đã thực hiện theo đúng luật và phạt 200.000. Đấy là theo luật. Thế nhưng mà các bạn đừng có vội vàng, bởi vì vào cái xã hội hiện nay, đúng không? Kể cả có phạt 2 triệu đối với những người bình thường ở Việt Nam bây giờ nó cũng không là cái gì cả. Có những người nói phạt tù, nói thật với các bạn, đôi khi nhớ bạn bè trêu nhau, vỗ mông nhau cái cũng đi tù hay sao? Ví dụ như tôi với Nam Phi chẳng hạn, nếu có gặp nhau ở Việt Nam chẳng hạn, với cái tính cách mà nó rất là dễ tính hay là rất là vui vẻ như Nam Phi với Niu Ni chẳng hạn, Niu Ni chỉ cần vỗ mông Nam Phi cái, thế là chẳng nhẽ phải đi tù sao, đúng không? Cho nên cái vấn đề này đấy là đôi khi những người xử án như này đó, hoặc là những người áp dụng hình phạt này, các bạn cũng phải lên thông cảm cho họ. Rồi cái này nó mang nhiều cảm tính lắm. Nếu như những người mà khó tính, với những ông mà ghét cái chuyện lạm tình dục, mà đưa cảm xúc của mình vào trong cái vụ xử án này, tôi có thể xử án cái thằng cha đó là gì, là hành vi cưỡng hiếp nhưng không thành, ít ra 3 năm tù. Nếu như mà tôi là cái thằng độc địa mà ghét thằng đó chẳng hạn, tôi sẵn sàng bảo đây này, mày muốn cưỡng hiếp người ta nhưng mà chẳng may nó không thành, nó chạy ngược, đúng không? Tôi có thể phạt 3 năm tù. Thế nhưng mà luật thì nó phải bình thường thôi, thì phạt 200 thì tất nhiên là các bạn thấy nó bức xúc. Thế nhưng ở đời mà tôi nói, mà ở đời mà không ai ăn được cái gì của ai, và ở đời nó luôn công bằng, bởi vì ngoài các bạn, ngoài cái chịu cái hình phạt do xã hội, do nhà nước, ngoài cái hình phạt do nhà nước mà đưa ra, cái hình phạt do pháp luật đưa ra, thì các bạn còn có cái nữa, đó là hình phạt của xã hội. Các bạn bây giờ thấy đấy, với cái gương mặt đó được đưa lên toàn Facebook, cái gương mặt đó được được toàn cái cộng đồng, gần như toàn bộ người dân Việt Nam biết thằng này là thằng dâm dê, thằng này là thằng gọi là có cái tư cách đạo đức không tốt, người ta chửi nó như là một con heo đó. Đó mới là cái bản án nặng nề của anh ta. Và rất 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 nhiều người đang kêu gọi tẩy chay anh ta, các cửa hàng quán người ta đang tẩy chay. Cho nên đó là sự công bằng. Nên mọi người cũng không không việc gì phải quá nặng nề vào một vấn đề. Như tôi đã nói rồi, cái sự việc này nếu mà là 10 15 năm về trước chẳng hạn thì chắc chắn là không ai biết đó là đâu. Nhưng nhờ có cái Facebook này lên cái tầm quan trọng của nó vượt lên một tầm cao mới. Facebook vượt qua tầm cao mới. Người Việt Nam mình có cái hay lắm. Cái hay, cái tốt của xã hội, của dân tộc thì không chịu đưa lên, không chịu khen. Nhưng những cái gì xấu xa là các bạn tung lên trên Facebook một cách nó rất là hào hứng, khí thế. Phạt bao nhiêu nó có khung, đúng rồi các bạn đó. Nếu như áp dụng vào trong trong cái, cho nên tôi nói rồi, cái vấn đề mà lạm dụng tình dục này đấy, viếng về vấn đề gì nó rất dễ, nhưng tình dục mà nó khó lắm các bạn. Ví dụ như tôi nói, ví dụ như tình cái hình phạt về tình dục của bên Nhật. Bên Nhật nó quy định thế nào mới là hành vi cưỡng bức, thế nào mới gọi là hành vi hiếp dâm, thế nào mới là hành vi mà lạm dụng tình dục. Ví dụ ở bên Nhật chẳng hạn, theo pháp luật của Nhật thì bao giờ mà phải của đàn ông cắm vào cái của phụ nữ thì khi đó mới là hiếp dâm, còn nếu không là không việc gì. Đó, các bạn thấy nếu như mà một cái trường hợp như thế thì biết làm sao, pháp luật nó quy định như nào thì đôi khi người ta phải chấp nhận thôi. Và có nhiều lắm các bạn, nếu như nói về tính công bằng, nhiều thằng ở bên nước ngoài kêu điện thoại lên Facebook chửi bới về Việt Nam. Tôi nói thật, ok mày chửi cũng kệ thôi, nhưng mà nói thật, chúng mày chả biết cái con mẹ gì cả. Ví dụ ở bên nước ngoài, một thằng nó xả súng chết 500-700 người cũng chỉ là tù chung thân. Có những nước nó bỏ tử hình như chẳng hạn, nó bắn một người cũng chung thân, mà bắn đến 100 người, 700 người, 1.000 người nó cũng chỉ chung thân thôi. Vậy thì sao? Vậy công bằng cho là những cái người người mà có con em mình chết trong cái vụ xả súng đó, mà họ vẫn vẫn làm sao, họ vẫn chỉ là những cái tội chung thân, nó họ có bằng lòng không, có hài lòng không? Nhưng họ đâu có dám chửi quê hương đất nước của họ,
họ đâu có dám chửi chính phủ, họ đâu có dám chửi nền nền pháp luật đó. Mẹ giết người đi xong cuối cùng chung thân thì bảo là pháp luật đó họ nhân đạo, họ không còn những cái cảnh xử bắn nữa. Nhưng ở Việt Nam ấy, nói chung là có bất cứ cái gì cũng lôi cộng sản vào, cái gì cũng lôi cộng sản vào chửi. À, con cháu cộng sản, tôi nói thật, nếu mà con cháu cộng sản nhé, nếu mà cái thằng con thằng đấy mà nó nằm ở trong con ông cháu cha nhé, tôi khẳng định nhé, thì ông nó cha nó cắt cổ nó ngay. Đấy là gì? Cắt cổ không phải là vì cái tội, không phải vì bênh cái nữ sinh đó, mà cắt cổ vì cái tội mày ngu ấy, mày làm như thế là ảnh hưởng đến cả gia đình, hiểu chưa? Nhưng mày yên tâm đi, tất cả những con ông cháu cha Việt Nam ấy nó bị cha mẹ nó còn nhét khổ hơn là con dân thường nữa đấy. Có tiền thì có tiền thật đấy, chúng mày cứ nói nó ăn tham nhũng, ok, nó ăn tham nhũng, nó có tiền thật, có điều kiện sống thật, chứ nhưng cả đời phải sống giả nghèo giả khổ đó con ạ. Chứ con thử xem, nếu con ông cháu cha mà làm cái việc như thế nhá, mẹ mày cha ông nó xuống cắt cổ ngay, nó ghi đầu xuống bồn, nó cho người chán đi này, không phải chuyện đùa đâu. Chào tất cả mọi người. Đó là tôi nói các bạn nhân tiện đây thì nói về cái vấn đề mà có một số những cái hiện tượng trên Facebook. Đó, và khi mà các bạn đưa tin trên Facebook chẳng hạn thì các bạn lên có, tại sao tôi là ít nói những vấn đề như vậy, là bởi vì tôi biết những vấn đề này đấy thì các bạn cũng phải lên có cái ánh mắt nhìn, cái hiểu được về xã hội. Đúng không? Chúng ta lên cái phong trào tẩy chay cái thằng cha này là ok, bởi vì nó là cái thằng con người mà nó không có cái đạo đức. Nó kém về đạo đức. Thế nhưng mà thông qua thằng cha này mà cứ nhằm chửi chửi về chính phủ, chửi cộng sản đó, thì chỉ có bọn ba que thôi. Các bạn, nhưng mà các bạn ở Việt Nam mà chửi đất nước mình ấy, nó còn hèn, còn nhục hơn bọn ba que nhiều. Nó nói các bạn này, bọn ba que 43 năm, 44 năm qua tại sao nó cứ sống trong cái ốc đảo hận thù đó? Là bởi vì sao? Bởi vì các bạn biết họ vượt biển, họ thua trận này, sau đó họ vượt biển, bỏ hết nhà, hết cửa, họ vượt biển sang nước ngoài, họ ở những cái trại tị nạn. Sau đó họ vào cái đất nước của người ta mà với cái trên tay là hai bàn tay trắng, không hề biết tiếng tăm. Cho nên có những cái khó khăn trong cuộc sống, có những cái vấp ngã trong cuộc đời. Và có những người thì kiên trì để bám trụ, có những người kiên trì họ sống, họ cố gắng làm lụng và họ có được điều kiện tốt. Đó. Nhưng cũng có những người mà do cái khó khăn đó vùi dập họ không thể ngoi lên được. Họ cứ suốt đời làm cái thằng ăn welfare, sống homeless chẳng hạn. Thì lúc bấy giờ người đời sẽ chửi, người đời sẽ nói mày qua đây tìm tự do, được tự do rồi tại sao mày nghèo? Trong lòng họ cũng có cái tự vấn đó. Trong lòng họ cũng có cái tự vấn là mình đã qua được xứ tự do, tại sao mình vẫn nghèo? Đúng không ạ? Thì đến lúc bây giờ họ sẽ tìm cách giải thích tại cộng sản. Tại cộng sản mà tao lấy như thế này. Đấy, bắt đầu tìm một cái chỗ nào để đổ lỗi. Các bạn hiểu không? Khi mà họ sang đó họ nghèo này, rồi là họ không hòa nhập được với cuộc sống của các nước văn minh này. Rồi họ có nhiều những cái lý do lắm. Ví dụ đầu tiên là nghèo, thứ hai là cái tư tưởng là cũng học người đời, là sang đến đây rồi phải giữ được cái cốt cách của quân tử, có nghĩa là ai gây cho ta phải quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Nhưng người ta nói là 10 năm chưa muộn thôi, đằng này các ông 44 năm rồi thì nó quá, hiểu chưa? Cho nên những kẻ có rất nhiều quân tử của chúng ta đấy là làm sao là báo thù 10 năm. Báo thù 10 năm bắt đầu là thấy muộn rồi, hết 10 năm không báo thù được rồi, thế là họ buông, họ quay về quê hương đất nước. Nên có những kẻ mà qua 10 năm vẫn giữ mãi cái lòng hận thù đó, thế là cuối cùng là chiến đấu đến năm nay là năm thứ 44. Đấy, đời cha không báo thù được thì lại truyền thù xuống cho đời con. Nó gọi là F2 đấy. Đấy thì đấy là những cái vấn đề đấy. Nó đầu tiên là gì, là qua rồi sang đến nước ngoài họ không hòa nhập được với cuộc sống nước ngoài, họ không kiếm được công ăn việc làm cho mình, họ không thể nào mà nuôi sống mình được, thì dẫn đến là họ bị, đúng không? Với những người mà ở nước ngoài đấy, chúng ta phải giải thích, phải nói cho họ như thế, là bởi vì là họ cũng chả biết sống như nào ngoài việc chửi cộng sản. Cái tất cả những dồn nén trong cuộc sống của họ bây giờ không chửi ai được. Sang nước Mỹ rồi, đấy, tự do nhá, cũng chẳng ai làm gì mày. Đấy, mày cứ sống đi, sống cuối cùng đi làm, đéo làm được. Cuối cùng là
cứ vất va vất vưởng thôi. Thế là quay ra làm sao? Là ngồi kiếm một cái nào đó để đổ tội. Và không có cái nào tốt bằng đổ tội cho cộng sản. Cả thế giới đổ tội cho cộng sản rồi. Thì bây giờ nhân tiện đó tao cũng cứ đổ tội cộng sản. Thế là bắt đầu cứ ngồi chửi cộng sản. Chửi cộng sản để cho thấy, cho trên thế giới thấy được rằng là tao đáng lẽ ra là có cuộc đời đẹp. Tao đáng lẽ là người mà sống trên đời này nó có ích. Nhưng mà bây giờ tao tự nhiên trở lên vô ích. Bây giờ tao tự nhiên xã hội không cần tao nữa là bởi vì thằng cộng sản. Đó. Cho nên là không có cái gì tốt hơn là cứ đổi cho hai chữ cộng sản thôi. Định mệnh mà. Thế nhưng mà nó lại cay đắng này. Với cái bọn ở nước ngoài đấy thì thôi thì nó không làm được, nó không ăn được, nó khổ mà nó chửi cộng sản. Thì dẫu sao thì cũng còn có cái lý của nó là tao nuôi hận, tao vay mượn hận thù để tao chửi. Thế nhưng có những cái thằng ở trong nước đó, những cái thằng ở trong nước đó, nó chả có liên quan gì đến cộng sản, cũng chẳng cộng sản cộng hành chó gì. Sinh ra thì sống trong cái chế độ xã hội chủ nghĩa. Mà đến bây giờ đấy thì cũng như vậy. Có biết cái cuộc sống của tư bản là mẹ gì đâu. Nhưng mà cũng cứ ngồi chửi. Đấy, thế mới ác chứ. Một cái thằng mà chưa bao giờ biết cái cuộc sống ở tư bản chủ nghĩa nó như thế nào mà quay ra chửi xã hội chủ nghĩa như đúng rồi đó. Chưa hề biết nước Mỹ ra sao, chả hề biết Campuchia thế nào, cũng chả mần được vào đến cái ranh giới của Thái Lan. Thế nhưng mà cứ ngồi trong nước chửi 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 cộng sản đó. Chửi đất mẹ thôi. Nó là gì? Nó là sự hèn nhát khi không đối diện được với thất bại của cuộc đời. Tức là gì? Cũng con người đó họ không nhìn thấy được cái có nghĩa là họ gặp thất bại nhưng mà họ không biết giải thích như nào, họ không cố gắng vươn lên. Tất cả họ đổ lỗi. Họ đổ lỗi để làm sao không ai chửi họ. Đấy, tôi gọi là nằm trong cái ốc đảo hận thù nó nằm chỗ đó. Cái ốc đảo này đấy là nó tách rời nó ra với xã hội loài người. Ví dụ như chúng ta thường thì chúng ta thất bại thì chúng ta bị người đời chê, chúng ta thành công được người đời khen. Chính vì thế mà cái xã hội này nó có cái sự phấn đấu để lên đến thành công, đúng không? Chỉ mong là thứ nhất là có tiền, thứ hai là được thế giới ngưỡng mộ, được con người, những người xung quanh ngưỡng mộ. Thất thành công mà có tiền và được người xung quanh ngưỡng mộ thì cái thằng thất bại thì vừa mất tiền mà vừa bị những người xung quanh khinh bỉ. Đấy là cái sự công bằng của xã hội thôi, đúng không ạ? Đó là sự công bằng, ông chả có kêu ca gì đâu được. Thế cho nên tốt nhất là để khi mà tránh cái ánh mắt khinh bỉ của xã hội thì bắt đầu nó quay ra nó chửi chế độ. Mà trong khi nó biết chế độ tư sản, tư bản với lại xã hội chủ nghĩa nó khác nhau chỗ nào đâu. Vì cả đời nó bao giờ bước chân ra khỏi biên giới Việt Nam đâu. Mà tôi thề nhé, có những thằng mà đang chửi cái đất nước Việt Nam đó, cả đời chưa bao giờ bước chân ra khỏi cái tỉnh thành. Cả đời chưa bao giờ bước chân ra khỏi tỉnh thành. Cái nơi nó sống đàng hoàng ấy mà nó khéo nó chưa bước chân ra. Mà nó ngồi nó chửi như đúng rồi đó. Bằng ba cái tin trên Facebook, bằng ba cái luận điệu của bọn xuyên tạc nước ngoài đưa vào. Bữa anh chửi vậy mà vẫn nghe anh nói, nghe quen nói hay sao ấy, anh giống chính trị viên hơn, nói chuyện rất thuyết phục. Cảm ơn em. Nói chung là đấy, anh nói cho em biết đó. Nhân tiện đây thì em cứ ngồi nghe thôi. Nhưng đó anh thấy, anh nói đơn giản đấy. Có những người có những thất bại, họ đơn giản là họ thất bại trong cuộc sống. Còn đa phần những người mà thành công trong cuộc sống đấy, hoặc nói thật có cái mức lương 6-7 triệu một tháng đấy, họ chả bao giờ họ đi chống lại nhà nước, họ chửi chế độ. Chỉ có những kẻ vô công rồi nghề. Đấy, cho nên tại sao có những thanh niên ở trong nước, các bạn sinh ra trong cái chế độ xã hội chủ nghĩa, các bạn chưa bao giờ bước chân ra khỏi cái biên giới Việt Nam. Các bạn chưa bao giờ được sống ở thế giới tự do à. Cho nên các bạn cứ mở miệng ra các bạn chửi chế độ. Và đặc biệt ấy, lại còn có kiểu chửi này còn tao đấu tranh vì quyền lợi của nhân dân, tao sống vì người dân. Bà mẹ người dân nhìn vào đi. Người dân cứ nhìn vào cái hoàn cảnh của mày đi, mày vừa nghèo. Mày vừa không công ăn việc làm, nhìn tương lai thì u ám mờ mịt. Tại sao mày không sống cho mày đi ăn mà mày cứ bảo là mày đấu tranh cho tao nhỉ? Trong khi hiện nay tao đang ngồi CSH. Hiện nay tao đang ngồi gọi là ở nhà cao tầng, tao ngồi bấm điều khiển, tao xem TV. Mà mày cứ bảo mày đấu tranh cho tao, tao có cần mày đấu tranh đâu. Tao muốn mày để tao yên. Nó đúng không? Chứ đừng bao giờ mở miệng ra đại diện cho ai cả. Đó là tôi nói những người mà chửi chế độ đó, đa phần là những người mà thất bại, sau đó họ không chịu được thất bại. Họ không biết đổ lỗi cho ai. Thường thường những con người quân tử đó, người ta thất bại, người ta đổ cho mình, tại mình ngu,
Ví dụ như ông Đoàn Nguyễn Đức, ông ấy thi 5 cuộc thi đại học, ông thi 5 lần thi đại học đều rớt. Sau đó ông ngẩng cổ lên ông bảo phải nói là thằng Đức này ngu. Ông ấy bỏ không không thi nữa, không mơ đại học nữa. Ông đi vào Gia Lai và ông làm thằng thợ mộc, làm một anh gọi là anh phó. Thế rồi bằng cái sự nhìn nhận vào chính cái thất bại của ông ta đó, và ông ta lại trở thành tỷ phú, đúng không? Tất nhiên thì thành phần đấy nó quá ít, mình không nói, nhưng nói nó quá ít nhưng nó quá lỗi để chúng ta nhận thấy, chúng ta học tập. Đó, các bạn thấy ví dụ như là nói tất cả những kẻ mà thất bại mà không tự nhìn vào bản thân, người ta nói tiên trách kỷ hậu trách nhân, đúng không? Thì trách vào cái bản thân của mình trước đi, sau đó mình hãng trách xem cái xã hội xung quanh nó tác động đến ta như nào, ta thất bại. Còn đằng này thua phát là tại thằng này, tại thằng kia, chứ mình không bao giờ thua. Đó là một cái câu nói của những kẻ tiểu nhân. Một quân tử thì luôn luôn đối ngược với quân tử, luôn luôn là tiểu nhân. Họ luôn luôn hướng cái dư luận, hướng cái ánh mắt nhìn xăm soi của tất cả những người xung quanh nó ra bên ngoài, chứ không bao giờ nhìn vào thất bại của chính họ. Cho nên họ cứ chúi mình ở trong cái ốc đảo đó. Đó là những người ở trong nước. Còn đối với những người ở nước ngoài, có những người sau bao nhiêu năm làm việc ở nước ngoài, họ cũng hòa nhập được với thế giới văn minh, họ bắt đầu đi vào cuộc sống, họ cũng chẳng quan tâm đến, họ trở thành, họ giống như là mang cái, tôi nói hòa nhập là gì, hòa nhập có nghĩa là họ mang cái dòng, mang cái cuộc sống, mang cái tinh thần, mang cái lối nghĩ, suy nghĩ giống như người Mỹ. Người Mỹ thì cũng chẳng quan tâm Việt Nam là cộng sản hay cộng hòa, người Mỹ chỉ quan tâm đến cuộc sống của họ. Đó, cho nên những kiều bào đó họ hòa nhập được với lại người Mỹ. Thế nhưng có một số những cái người mà gọi là chống cộng cực đoan ở bên nước ngoài đó, họ tự gom mình vào trong một cái ốc đảo. Ở trong đó họ buôn bán với nhau bằng thù hận, họ cổ vũ với nhau bằng thù hận. Chúng ta phải quyết chiến, phải sống và phải cố gắng giữ cái này để chống lại cộng sản, thà chết chứ không hy sinh, đúng không? Chấp nhận phải chết. Tự họ cứ ngồi trong đó họ trao đổi cái thù hận đó, và cái thù hận đó giúp họ tồn tại ở trong nước Mỹ. Thế nhưng chính cái thù hận đó họ làm xây một cái ốc đảo đó, làm cho họ giống như là một cái nhóm người thiểu số nằm ngoài biên giới nước Mỹ nhưng nằm trong lòng nước Mỹ. Tức là những người mà đang sống ở cuộc sống ở Mỹ mà suốt ngày phất cái lá cờ vàng ba sọc đỏ chửi ấy, đúng không? Đa phần đấy là gì, là sống ở trong đó xong bắt đầu cứ kiểu như là bây giờ mà ra thì ví dụ như ông Ngô Kỷ chẳng hạn, đúng không? Hôm nét toàn phần, bây giờ giải thích thế nào? Ông to cao thế kia, ông khỏe mạnh thế kia, tại sao ông không đi làm mà ông lại chịu cái cảnh gọi là nằm lăn nóc ở rìa đường? Bây giờ mà nhỏ tôi không xin được việc làm thì lại bảo đấy, nước Mỹ không tạo công an việc làm cho dân, cũng chết, há miệng mắc quai. Thành ra nói tôi là nhà đấu tranh, một chữ nhà đấu tranh thôi. Ông đấu tranh cho ai? Vấn đề là đấu tranh cho ai, đúng không? Mở miệng ra nói tôi là nhà đấu tranh, để chỉ có cái chữ nhà đấu tranh đấy nó sẽ giải thích được cho hết những cái hoàn cảnh homeless, những cái buổi gọi là đi xin coi là nhận những cái gọi là những cái tiền welfare, đúng không? Đó, nó giải thích cho hết là tôi đấu tranh, cho nên hiện tại là tôi đang gọi là lếm mặt làm gai, cho nên nhận cái này. Mà và vì là nhà đấu tranh cho nên không thể nào đi làm ở công xưởng được. Nếu mà đi làm công xưởng là không có thời gian để đấu tranh. Chào Nguyễn Hữu Bảo Anh, các bạn chia sẻ livestream ra nhá. Dạo này hôm nay làm sao ít livestream quá. Đó, các bạn thấy đó, có được cái bộ áo vest là phải cất ở trong cái thùng cát tông nào đó giữ thật kín, để thỉnh thoảng được lên trên đài bắt đầu mặc vào. Chứ bình thường là cứ lăn nóc ngồi trèo hễu ở cái góc cống nào đó thôi. Chúng ta cứ thử thấy nhá. Ngô Kỷ mà chúng ta nhìn thấy là Ngô Kỷ ngồi trên các cái đài truyền hình ấy thì nó ok, nhìn trông cũng không đến nỗi nào. Thế nhưng mà sau khi cuộc phỏng vấn đó, các bạn đã bao giờ các bạn nghĩ đến cái hoàn cảnh sau cuộc phỏng vấn đó chưa? Không lẽ ông ta ngồi ở cái quán cà phê đó mãi? Không, cũng phải đứng dậy và đi. Đi đâu? Đi mãi thì mỏi cẳng. Đi đâu bây giờ? Người ta đến, người ta gặp, người ta họp với anh, hoặc là người ta ngồi nói chuyện với anh.
đúng không? Ngồi nói chuyện xong nó 5-15 phút đấy, sau đấy xong tan cái ấm trà, tan cái tách cà phê đó rồi người ta phải về gia đình người ta, những người mà có nhà họ về hết, chỉ còn lại Ngô Kỷ và Ngô Kỷ mà thôi, đúng không? Đến lúc bây giờ thôi cũng phải đứng dậy đi ra khỏi quán. Bây giờ đi ra khỏi quán đi đâu? Cứ lang thang như kẻ không nhà, đúng không ạ? Đấy đấy, đấy là cái hoàn cảnh của những người như Ngô Kỷ đó. Đã vậy đấy là đó là những cái thất bại cuộc đời, đó là những cái lỗi ô nhục của họ. Nhưng những lỗi ô nhục này đấy, nếu như xã hội nhìn vào thì họ phải có một câu giải thích. Nguyên nhân tại Cộng sản và bây giờ sống như vậy cũng vì Cộng sản. Đúng không? Thế còn đối với lại một số người mà cũng có một cái điều kiện à, đó, tức là họ cũng đi làm, họ cũng đi làm neo, họ cũng ấy, họ cũng có điều kiện sống. Chúng ta nói họ sống nghèo nàn thì cũng hơi quá đáng. Ví dụ cũng có những người mà mua những căn nhà 500 nghìn, 700 nghìn, ok. Cũng có cuộc sống đó. Thế nhưng họ không hòa nhập được vào với nước Mỹ. Tức là sống gần người văn minh nhưng không hề văn minh. Họ không hòa nhập được với tư tưởng đó. Tức là họ hòa nhập được vào công việc. Nhưng cái tư tưởng thì họ không hòa nhập được. Tức là họ cũng quay về nói là đấu tranh cho cái đất nước này, đấu tranh cho người này người kia chẳng hạn, đúng không? Để làm gì? Để họ lui trong đấy, họ tưởng đó là cái lý tưởng của mình, họ nghĩ họ là quân tử, họ nghĩ họ là những người mà tìm được chân lý của cuộc đời. Thực ra họ ngộ nhận, tức là họ ngu mà họ không hề biết ngu ấy. Có nghĩa là đấy, sống ở nước Mỹ mà không hề học, không hòa nhập được vào xã hội Mỹ. Ông chui vô chiếc xe ba sọc đó. Chiếc xe ba sọc đó thì chắc đến giờ này thì cũng hỏng rồi. Các bạn hiểu không? Đó thì có những người họ cũng đi nằm neo họ đấy. Thế nhưng mà họ cố gắng giống như họ học người Tàu. Họ học người Tàu là phải giữ được cái gốc của mình. Đi đâu cũng giữ được cái gốc của mình. Thế nhưng rất khổ. Họ học nhưng họ đéo biết học cái gì. Người Tàu đấy họ chủ yếu là giữ cái gốc là gì? Giữ được cái tiếng nói, giữ được cái văn hóa, cái truyền thống trong gia đình họ. Nhưng mà họ ra ngoài họ hòa nhập với xã hội rất tốt. Họ đi đâu cũng thế thôi. Người Tàu đi đến châu Phi, họ mở Chinatown. Ở trong Chinatown đó họ sống như Trung Quốc. Nhưng bước ra khỏi Chinatown họ cũng là người là sống hoàn toàn giống như những người châu Phi. Họ sang nước Mỹ thôi. Họ có những Chinatown. Nhưng trong Chinatown đó họ giữ gìn những cái điều văn hóa của Trung Quốc. Nhưng bước ra khỏi đấy họ cũng sống rất văn minh và lịch sự. Thế nhưng mà ở cái phố Bonsa đó không hề có cái gọi là Việt Nam Thao. Thế nhưng mà ở trong đó họ không hề giữ được cái văn hóa truyền thống của cha ông mình. Mà họ chỉ có một điều là chống cộng là duy nhất. Nó cực kỳ ảo tưởng. Họ tưởng họ tìm được ra chân lý. Nhưng mà cái chân lý của họ là cái lý là lý do họ tưởng ra. Cho nên nói họ không hòa nhập được với nước Mỹ. Cũng là như vậy. Họ lên tiếng, họ chửi rủa Việt Nam. Thậm chí cũng chẳng phải là vì lý tưởng gì đâu. Mà chỉ đơn giản một câu đấy là gì? Họ cậy, họ làm được có tiền rồi. Họ ngồi lái chiếc xe, họ đi vào siêu thị, họ nhặt vài ba con gà đông lạnh. Họ về nhà, họ rang nấu, xào nấu với nhau bắt đầu. Và họ ngồi, họ chửi. Tại bọn Việt Nam, tại bọn Cộng sản. Cho nên là người dân Việt Nam mới khổ. Chứ như tao này mới sướng này. Đơn giản chỉ một điều là họ đang chửi để cho thỏa đi cái lỗi hận thù mà 44 năm trước họ đu càng rồi leo thuyền vượt biên. Đó, đu càng bỏ trốn leo thuyền vượt biên. Đấy. Cũng chỉ bởi vì là bây giờ đấy là có những người thì nghĩ ở cái cuộc sống nó đi qua không bao giờ quay trở lại được. Cho nên chửi vào những cái quá khứ thì cũng chẳng để làm gì. Nhưng có những người nghĩ bụng bây giờ tao sang đây rồi, tao làm được như thế này rồi. Tao bắt đầu tao ngồi tao ngẫm nghĩ lại ngày xưa tại bọn Cộng sản mà làm cho gia đình tao phải như thế này như kia. Tao phải ngồi tao chửi cho bọn Cộng sản nó chết con mẹ nó đi, đúng không? Họ nhìn vào Việt Nam, họ cầu mong cho Việt Nam thật nghèo đi để cho dân Việt Nam sáng mắt ra nhìn thấy họ đang sống cuộc sống đầy tự do ở bên nước Mỹ này. Nhưng mà rất tiếc dân Việt Nam thì bây giờ nó càng ngày càng phát triển, nó lại còn đi tắt đón đầu, mặc dù nó phát triển sau nước Mỹ hàng trăm năm. Thế nhưng mà bây giờ nó dùng Facebook như người Mỹ. Mặc dù là mới sau 20 năm thôi, có rất nhiều người bây giờ ngồi ô tô lái ngồi lên chửi bọn ba que như gì. Nó càng cho nó càng hận. Nó hận là
Ồ, thế hóa ra nó bao nhiêu năm tháng qua nó chịu đựng nhục nhã, nó khổ, cũng chẳng đổi được cái gì so với Việt Nam, nó càng hận hơn. Thì bắt đầu nó quay ra nó chửi tiếp. Nói thật với các bạn, ví dụ như là với những người mà sang Mỹ đấy, họ rất muốn là làm sao, muốn là bây giờ tao giàu rồi tao phải mong cho chúng mày chết con mẹ chúng mày đi thật nghèo đi, để đấy tất cả nhìn tao với ánh mắt thèm thuồng, thì những cái hy sinh năm xưa đó nó mới làm sao nó mới xứng đáng với lại cái cuộc sống này. Thế nhưng khổ lỗi là bây giờ nhìn về Việt Nam, thằng đéo nào nó cũng thế rồi, mình hy sinh bao nhiêu cũng chỉ bằng chúng nó thôi, càng hận cuộc đời hơn. Và cuối cùng rồi nó lại quay về nó chửi Việt Nam. Ơi, khổ thế thôi, bây giờ biết làm sao? Đúng không? Có nghĩa là bây giờ bao nhiêu năm qua nó đi lang thang làm tất cả mọi thứ mới được cái đó. Nhưng có những người như ở Việt Nam họ cũng chả cần. Không chả cần phải đu cảng vượt biên, chả cần phải phải lên thuyền rồi gia đình tan nát, họ có gia đình, họ có bạn bè, họ có cuộc sống, họ có quê hương, họ cũng vẫn có được cái điều đó, thì nó càng hận hơn. Mà không hề biết được đó là sự lựa chọn của lịch sử, đó là sự lựa chọn của riêng bản thân mình, và mình phải chấp nhận. Có nghĩa là cái sự hẹp hòi, cái ốc đảo hận thù của họ quá lớn, họ không thể nào đập tan nó ra được. Hôm nay khởi công xây dựng đường đua F1, chúc mừng Hà Nội. Như Ni nói đúng tâm lý bọn nó. Không, cái điều này là điều mà chúng ta ai cũng sẽ rất dễ nhìn thấy thôi, chả có cái gì khác cả. Hồi này cu còn phản động không, cu mới còn. Nói chung là đây là những cái điều mà Lưu Ly suy nghĩ về những người mình. Thực ra mình khi mình lên đây mình chửi những người ba que ba sảo, cái mình chửi mãi mà thực ra chửi họ mình thấy rất tội. Ví dụ như những hình ảnh ông Ngô Kỷ chẳng hạn, sau cái buổi chửi bới cộng sản đó trên đài truyền hình, ông ta thỏa mãn được chút, nhưng sau cái thỏa mãn đó thì ông ta lại tiếp tục quay trở về với cái cuộc sống, quay trở về với cuộc sống một mình lủi thủi, lại lóc cóc đi trên cái đại lộ buôn xa một mình đó, thậm chí trên cái đôi giày đôi dép nào đó nó còn tang thương tồi tàn cơ đó. Thì thử hỏi đu càng làm gì vì được với hy sinh vậy em? Không, có nghĩa là hy sinh này, hy sinh như này là cái hy sinh là họ hy sinh cái bản thân của họ vì cái cuộc sống của họ, thì họ tự nghĩ rằng họ được hy sinh. Chúng ta cũng đừng nói là cái vấn đề là vì đất nước hay vì quê hương. Ví dụ như như anh chẳng hạn, anh có bất cứ một cái điều gì ngày xưa anh đánh đổi đấy, thì sau này anh sẽ tự ngồi anh nghĩ đấy, tao hy sinh bao nhiêu thứ. Đó đó là cái câu nói mà trong anh đang đứng ở cái quan quan điểm của ba que ba sọc, anh nói cho họ hiểu chưa. Đây là hôm nay nói thật, anh chửi ba que ba sọc rất nhiều rồi, thì hôm nay anh ngồi anh vỗ về anh nói cho đúng tâm can của ba que ba sọc. Có đứa bạn của chị đi Mỹ về nói nó hối hận nó rất là nhiều, em nói thật với chị nhé, và nói về cái cuộc sống hiện nay đó, thì nếu như những con người mà cứ vấp ngã là bắt đầu đổi đổi cho ngoại cảnh, đổi cho xã hội, thì không chỉ Việt Nam mà Mỹ hay là bất cứ nước nào nó cũng nó cũng sẽ gặp cái hoàn cảnh như vậy. Cơm bạn đưa cái miếng cơm vào mồm bạn cũng phải nhai, bạn nhai rồi cái răng bạn rắc, tôi cho em chia sẻ tốt nhá, cũng cái bạn cũng bị rắc răng, rắc răng dẫn đến sâu răng, cho bắt đầu ngồi chửi bà mẹ nó chứ tại sao không ăn cháo mà lại cứ phải ăn cơm để cơm nhai cho hỏng cả răng, đau răng như này đó. Đó là những người mà đổ đổ trong ngoại cảnh nó là như vậy đó. Vâng, mời anh. Rồi, xin chào Lưu Ly, chào tất cả các bạn. Thì bây giờ này này, thì nói chung là cái bọn chống cộng cực đoan ở bên kia ấy, nó bị cái sự hận thù 43 năm nay rồi. Thứ nhất là quyền lợi của chúng nó mất, đúng không? Cái dạng mà ví dụ chạy sang bên kia hoặc đi dạng HO, HIV, tất cả các thứ, thì bây giờ hầu như là cũng già rồi, cũng không, cũng chỉ chống gậy thôi, chứ cũng không thể làm gì được.
từ đời cha chuyển cho đời con chuyển cho đời cháu, từ F1, F2, thì người ta có một cái, tức là có một cái nhìn rất là không đúng về cái xã hội Việt Nam hiện nay và cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì sáng nay anh có vào cái kênh của Tân Thái ấy, thì nói chung cái thằng cái kênh của Benny Dương, cái chuyện cái bản chất của thằng Benny Dương thì tất cả các bạn đều biết rồi, cái âm mưu của chúng nó thì các bạn đều đã biết, nhưng vấn đề là mình nói những người mà lên trên like của chúng nó chia sẻ ở trong nước thì cũng có một số cái thằng dân chủ quậy, mà điển hình như sáng nay mình nghe là có cái thằng Duy Lê ở đó, vì nó lên kênh mình nhiều rồi thì mình nghe có giọng nó. Và thứ hai là những cái người mà Việt kiều ấy ở bên Mỹ, mà chúng nó, tức là những cái người đó thì cũng là cái con của những cái cũng thuộc dạng F1, F2 của con quản lính Việt Nam Cộng Hòa đấy. Thì nói chung là mình thấy là nhiều khi cái tâm trạng mình nói rất thật, mình thương hại cho cái vấn đề nhận thức về vấn đề chính trị của người ta, những người đấy, tức là mình nhiều khi mình nghĩ là mình thương hại cho cái nhận xét về chính trị của người ta, đúng không? Ví dụ cái thằng Tân Thái, thằng Biên Trương đó là cái thằng chống cộng rồi, nhưng những người mà ví dụ lên kênh của nó chẳng hạn, với những người Việt kiều bên kia kìa, thì nói chung là ví dụ như cứ nói là Việt Nam coi như là hiện nay cứ 3 người ung thư 2 người đấy, thì không biết là chúng nó là lấy tin tức ở đâu, hoặc là chúng nó nói là coi như là Việt Nam hiện nay, đất nước Việt Nam này hiện nay phát triển là chẳng qua là chỉ nhờ cái vấn đề kiểu hối thôi, đúng không? Kiểu hối được một năm là 18-19 tỷ đô la thì bắt đầu nó nhân lại, đúng không? Là do những bọn chống cộng cực đoan đấy, nó bảo vậy, nó khổ quá đây, kiểu hối quả cái ông Lao Lô ở bên Nam Triều Tiên đây, nó phải chính mình lớn, còn lại là do những cái người Việt kiều người ta có nhiều tiền, người ta về Việt Nam người ta đầu tư, đúng không? Thì còn bây giờ còn quả mấy cái ông ví dụ đang gửi tiền về để cho thân nhân, thì hiện nay tất cả các bạn thấy không? Các bạn ở Việt Nam bạn cũng thấy hầu như ngày xưa thì cũng có, nhưng bây giờ thì nói chung là đất nước Việt Nam nó phát triển rồi, thân nhân người ta cũng nói chung là cũng bảo không cần thì cũng không phải, nhưng mà người ta cũng không cần nhiều nữa, đúng không? Đấy, cho nên là nhiều khi là chúng nó không hiểu gì về chính trị nọ kia tất cả thứ, rồi là bảo là Trung Quốc hiện nay coi như tràn ngập Việt Nam rồi, Việt Nam bán sạch cho Trung Quốc rồi, xí nghiệp của Trung Quốc đặt ở đây thì 99% là công dân Trung Quốc. Thế các bạn thấy không? Đấy là không phải thằng Benny Trương nó nói nhá, mà cái người mà lên kênh của nó nói, tức là người ta không về Việt Nam, người ta hoặc là về Việt Nam 1-2 ngày người ta không hiểu gì về Việt Nam cả. Đấy, thì thành công là cái sự tuyên truyền của chúng nó như thế, thành công cho những cái người dân Việt Nam. Tôi nói ví dụ những người dân Việt Nam, những người người ta cũng ở cái vùng nông thôn chẳng hạn, xa xôi hiểm lánh, người ta ví dụ nhiều khi nghe những kênh phản động, người ta thành cũng gần như nghiện. Cái hiện tượng đấy là có, sau đó người ta cứ tưởng là thật, đúng không? Người ta không đi đâu, người ta chỉ quanh quẩn ở cái làng xã người ta thôi, đúng không? Ví dụ người ta đi thành phố Hồ Chí Minh hoặc đi du lịch ở đây đó thì nghe là người ta còn biết đấy. Thì qua đó thì mình, anh nói lưu ly là nói chung là cái chuyện anh em mình lên ấy, nói thì không biết có tác dụng hay không, nhưng mà cái điều mình rất là tức, cho nên là thôi cũng phải lên nói thôi, đúng không? Bây giờ mẹ nhất nó bảo là coi như là bây giờ ví dụ mình lên nói mà nhiều khi là ở cái mức tổng thể quá thì nhiều khi là ví dụ có người ta có đầu óc thì người ta hiểu được, nhưng những người mà ví dụ như là chân lấp tay bùn hoặc người ta không hiểu thì người ta không hiểu, đúng không? Chứ bây giờ các bạn thấy mà bây giờ cả nước Việt Nam này có bán Trung Quốc chỗ nào, mà tôi dám cá cửa các bạn là nếu mà thằng Trung Quốc nào mua đất mang sổ hồng đỏ đấy, bây giờ mang tên Trung Quốc thì đến đây tôi sẽ nhường toàn bộ tài sản, mẹ tôi ra đường cho ngủ đấy. Thế là cuối cùng nói nhiều thằng nói cãi, nó bảo là không nhờ người Việt Nam mua. Ừ đúng rồi, đưa nhờ ông bằng ông mua, nhờ mấy chục triệu đây ông mua thì ông xù luôn, đúng không? Thế ngày xưa mình phải giải thích cho các bạn ở Việt kiều của các bạn, nhờ thân nhân của các bạn về mua đất, mà khi mà giá đất nó lên thì đã bị coi như thân nhân các bạn đã cãi nhau, kiện cáo nhau ầm ĩ lên rồi, đúng không? Mà bây giờ nhờ cái thằng Trung Quốc chơ vơ chú vá ở đâu ra, nó bây giờ nó đưa tiền cho các bạn mua đất ở Việt Nam, cái chuyện đấy là không có đấy. Thành công là nhiều cái nói với tất cả các bạn bên phía đối lập này, các bạn hãy mở não các bạn ra. Mình thấy là cái nhận thức chính trị của cái bọn ấy, của một số cái bạn bên đối lập bên kia rất đấy, chúng tôi muốn tranh luận hoặc là chúng nói một cách trung thực, đúng không? Chứ mình cũng chẳng giấu giếm gì, ở cái đất nước Việt Nam mình chẳng giấu giếm gì đấy. Rồi xin mời luôn đi. Vâng, em thì nói là hôm nay thì em nói giải thích tại sao họ có thể nuôi hận thù bao nhiêu năm như thế, là bởi vì cái sâu xa trong lòng họ ấy. Tức là gì, họ đi ra đến nước ngoài 44 năm, anh hiểu không? Họ hy sinh rất nhiều, họ đổi đánh đổi rất nhiều thứ
ấy, để có được cái cuộc sống như là đi làm này rồi là về nhà được sống trong những cái căn nhà khá khá. Ừ. Họ tưởng rằng họ, họ như thế là họ đang thành công, và họ muốn toàn bộ người dân Việt Nam hãy nhìn họ để mà học. Thì bắt đầu nhìn về Việt Nam thì thấy ví dụ như ông Bằng này, thấy suốt ngày mẹ phóng ô tô đi rồi sống trong căn nhà cao cấp, thế là họ nghĩ, tức là họ họ hy sinh bao nhiêu, họ vượt biên bao nhiêu như thế thì cũng bằng người trong nước kìa, họ chẳng khác gì. Mà thậm thậm chí chỉ... anh nói nhá, bây giờ ví dụ như là phần lớn là những người mà chửi bới về Việt Nam nọ kia toàn bọn nghèo không thôi, đúng không? Những người người ta không mà kinh tế khá nọ kia tất cả các thứ thì người ta coi như là về thăm Việt Nam người ta đầu tư, đúng không? Người ta càng đầu tư thì người ta càng nhiều tiền thôi. Đất nước Việt Nam đang phát triển có rất nhiều cái cơ hội đầu tư đấy, chứ không phải không nhiều, coi như là trường nhiều, rất nhiều anh chị Việt kiều về đây mở những công ty mà nói chung làm ăn thắng rất là lớn đấy. Cho nên là nhiều khi cái sự hận thù 44 năm này rồi, đúng không? Nói những cái chuyện này ra thực tế bản thân mình với là Yuli cũng không muốn nói lên đây làm gì, đúng không? Cái chuyện nó cũng đều là người Việt Nam cả, cứ chửi bới nọ kia, nhưng mà chúng nó xuyên tạc quá, đúng không? Và thứ hai là cái đầu óc và nhận thức về chính trị, hay là ở bên kia không biết là học thức của người ta như thế nào đấy. Ví dụ như có khả năng bọn trẻ trẻ sau này nó học hành đại học đại học nó học nhiều, có khi nó có cái nhận thức nó cao, đầu óc nó mở mang mà, thì nói chung là nó đỡ đi. Chứ còn mấy ông mấy bà các thứ này, là ví dụ như anh nói, ví dụ cái thằng Ben đi trường, cái thằng Tân Thái này, nó sang đấy nó học cái gì, đúng không? Nó cuối cùng cái nhận thức của nó về Việt Nam nó rất là kém đấy, chứ không phải là học về chuyên môn, nhưng mà qua đó thì nó cũng mở mang cái đầu óc mình ra, xong rồi mình dùng đầu óc mình phân tích, đúng không? Đấy. Cái suốt ngày mà Việt Nam bán nước cho Trung Quốc thì là bán hết rồi, dân Việt Nam khổ lắm rồi, khốn nạn lắm rồi đấy. Cho nên là đúng rồi, bạn ấy bạn nói đúng là họ vượt biên thì họ không thể vượt qua chính mình, đúng không? Cho nên là con người ta hiện nay ấy, là phải có cái tính chất là bao dung và phải chấp nhận cái thời cuộc, như ông Nguyễn Cao Kỳ ấy, hoặc ông Lê Minh Đảo đấy chẳng hạn, như ông mà cấp to to chẳng hạn, là những người đấy người ta có học, đúng không? Và người ta phân tích được thời cuộc đấy. Ông Nguyễn Cao Kỳ cũng bảo là chúng tôi cũng muốn giải phóng miền Bắc để thống nhất đất nước thôi, nhưng mà chúng tôi bây giờ chúng tôi không làm được thì các bạn làm được, đúng không? Thì bây giờ đất nước còn ở đây, còn cho thằng Mỹ, thằng Tây, thằng Tàu làm, đúng không? Thì bây giờ mẹ là đất nước hiện nay coi như là hòa bình thống nhất đấy. Bây giờ các bạn ấy, các bạn thấy không, làm gì có Trung Quốc nào, cái gì nó cũng gán vào vấn đề Trung Quốc, kể cả vấn đề làm cái con đường bây giờ thông Việt Nam Trung Quốc, nó bảo ôi dồi vậy thế sắp sửa mất nước. Đúng đúng rồi, vì hiện nay con đường khổ quá, hai nước nhau thì sát biên giới nhau toàn đồi núi thôi, bây giờ làm con đường ra để mà bà con chở nông sản lên bán cho nó dễ, bây giờ nó thông thương lên. Mẹ bây giờ các ông này muốn xây một bức tường như là Mỹ Mexico à, đúng không? Cho nên là mẹ, nhiều khi có phải anh làm nghĩ... con đường này đấy thì nó là chủ trương của nhà nước, nên là sao mà đem ra đấu thầu đấy, là không nhờ cái nguồn lực cái con đường ấy là cái con đường mà thông thương với Trung Quốc ấy. Chứ còn bây vừa rồi nó lại có một cái tin như thế này, nó ui rồi Việt Nam này cổ quả này là teo rồi, Trung Quốc hiện nay coi như là bỏ 60 tỷ ra để làm con đường sắt, em hiểu không? Con đường sắt đấy, Bắc Nam đường cao tốc ấy. Đấy, tàu cao tốc Bắc Nam 60 tỷ US thì nó mới là 60 tỷ US, cái đường bộ thì nó rẻ thôi. Đấy. Thì nó bảo thôi cái này chết Trung Quốc rồi. Tôi xin thưa với các bạn, hiện nay Trung Quốc người ta chỉ đề nghị thôi, đúng không? Còn ví dụ là mình phải tính toán xem là mình có bây giờ, đúng không? Chết thì là kêu trong cái cuộc sống, trong cái nền kinh tế thị trường như làm nào. Mày có tiền thì mày vào đâu sao? Mày làm. Còn cái vấn đề là ví dụ mình kiểm soát thật là chặt chẽ những cái vốn của người đang đầu tư. Bây giờ đấy, nguy cơ đó, nguy cơ mất nước đó, các anh yêu nước thì đúng không? Bây giờ anh về cái tranh với tàu đi. Đủ không? Anh. Đây, ba là khu mở ra đây. Thì các anh về có tiền về anh đầu tư đi. Mà thậm chí tôi còn ưu tiên anh hơn là những cái doanh nghiệp nước ngoài. Đúng không? Nhưng mà các anh lại khổ. Việt Kiều về thăm về đầu tư là theo nghị quyết 36 được coi như doanh nghiệp trong nước mà. Đúng rồi. Coi như doanh nghiệp trong nước mà. Có sự ưu tiên mà đấy, nhưng mà khổ là các anh thì nói chung là các anh chỉ như này, các anh không muốn người ta hơn là các anh, mà các anh chỉ muốn ở đất nước Việt Nam như thời kia thôi. Nhiều khi em thấy cái con người mà nó luôn tự nhục so với ngoại bang nó như này này, lúc nào đội Mỹ lên đầu và luôn luôn nghĩ rằng là thằng Trung Quốc nó có tư tưởng là chiếm Việt Nam từ đời này qua đời khác, nhưng nó không bao giờ nghĩ rằng cái dân tộc Việt Nam này thì có cái tư tưởng gọi là gì độc lập tự do là cao hết, và cái lòng yêu nước cũng được truyền từ đời này qua đời khác.
cái chuyện tư đúng rồi, cái tư tưởng thì ở nước người ta, những người mà cho thuê cái đất kia họ chết hết rồi, còn cái thằng đằng sau nó vẫn nhớ là ở ngày xưa ông cha cho thuê 995 chứ, làm sao mà quên được, làm như ông ấy chết rồi thôi à. Đúng rồi, thì cái vấn đề bạn Nguyễn Thành Tùng nói thì toàn cầu hóa, thằng Mỹ thằng nào tốt mà đưa ra, ví dụ cái dự án đưa ra thằng nào ok mình xét duyệt các thứ, ok thì bây giờ làm nhìn việc không nhìn người, bây giờ nhìn việc không nhìn người. Bây giờ mà đấy đây thằng Mỹ thằng Nhật đấy, còn nếu mà sốt ruột sợ nó vào chiếm đất nước đi, về cạnh tranh nó đi, đẩy nó ra rồi cái tức làm đi, tất cả nó chỉ là cái mõm không muốn Việt Nam phát triển, nó nằm cho nó. Đúng rồi, mấy anh ba que tức là không muốn những người dân trong nước hơn các anh ấy, đúng không? Thấy các anh người dân trong nước hơn các anh ấy là các anh tức tối này này khác này. Hơn có anh thất bại toàn tâm thì còn kêu gì đấy. Ngày xưa vượt biển tưởng tìm tự do, bây giờ còn thua người trong nước thì biết nhìn biết ngẩng với trời kêu với ai. Bây giờ những người dân trong nước đưa con sang Mỹ các thứ nhiều, học hành các thứ nhiều, cứ bảo là con là cộng sản, con là cán bộ đảng viên, nó khổ như thế mà toàn con là dân ấy. Đúng không? Chứ đâu phải là con cộng sản. Chứ cái lòng ích kỷ của anh ấy bao nhiêu năm rồi các anh vẫn không thay đổi. Và nói chung là cái sự bán nước của các anh ấy bao nhiêu năm rồi các anh bán nước, thì các anh cứ nghĩ rằng là à, đất nước Việt Nam phát triển như thế này thì chẳng có khi là bán mẹ sẽ thằng nào rồi, đúng không? Mới có tiền. Nên khổ vậy, các anh ấy toàn tư tưởng coi như là rất là tiêu cực và tư tưởng nằm ngửa ăn sẵn. Đấy, nó quen đi rồi. Thế bây giờ tôi hỏi, bây giờ tôi mình lật lại mình hỏi các anh Việt Nam Cộng Hòa từ ngày xưa đến giờ, từ khi các anh thành lập đến từ năm 1948 đấy, đúng không? Đến bây giờ, đến năm 1975 thì các anh đã làm được gì cho đất nước Việt Nam? Hay các anh chỉ phá thôi? Mình chưa nói giữa Mỹ và xâm lược nhé, mình chưa nói đấy. Mãi các anh chỉ bán thôi, bán đất, bán biển, bán đảo đấy cho ngoại bang. Thì các anh bây giờ các anh thử xét xem, còn mà chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam đã bán cái gì cho ai, đúng không? Đã bán gì cho ai đấy? Thì bây giờ các anh chỉ kiểm trong bây giờ, cho nên là nhiều khi nghĩ thì nói chung là nói nhiều thì rát cổ, nói thật đấy. Bây giờ ví dụ có anh ba sọc các thứ, các anh vào đây chúng ta sẽ tranh luận trên cơ sở bình đẳng vì chúng ta đều là người Việt Nam, đúng không? Chứ không áp chế áp đặt gì cả. Các anh nói cái ào chẳng có một cái dẫn chứng cụ thể nào cả. Thôi có khi nào anh lên anh tâm sự với em một tí xíu thôi nhá. Rồi ok, cảm ơn Luli và cảm ơn tất cả các bạn. Thì thực ra thì mình cũng nói này, thì nếu như những người mà gọi là kiều bào mà ở bên kia họ yêu nước đấy, họ lo cho đất nước thật sự, họ mong rằng đất nước này phát triển trường tồn đấy, thì cứ yên tâm một điều, các bạn sẽ được thỏa mãn với cái niềm mơ ước đó. Thế còn đối với những người mà mở miệng ra là lo cho đất nước, lúc nào cũng nói là Trung Quốc, tôi nói thật, các bạn lo nỗi lo Trung Quốc như thế, tôi chưa thấy các bạn đấu tranh với Trung Quốc bao giờ. Nếu như các bạn mà đấu tranh với Trung Quốc đấy, chúng tôi sẽ đứng ở bên các bạn, tôi ủng hộ ngay, đúng không? Rồi là các bạn mà ví dụ nhé, các bạn ví dụ thôi, mà các bạn nói rằng là các bạn ghét cộng sản, ok, tôi không kể. Nếu như thực sự các bạn ghét cộng sản, thế nhưng các bạn phải lên nhớ một điều, mà các bạn ghét thì các bạn đấu cộng sản, các bạn đừng có bao giờ kích động nhân dân Việt Nam làm thay những việc đó cho các bạn, đúng không? Nhiều khi tôi thấy chưa biết là các bạn yêu nước hay không yêu nước, nhưng mà cái tư tưởng ngoại bang ở trong đầu các bạn nó rất là lớn. Mở miệng ra thì các bạn là Mỹ đế, mà khép cái miệng lại là các bạn là Trung Cộng. Và khi Trung Cộng thì các bạn luôn luôn chỉ thấy được là quân địch mạnh, mà không thấy là chúng ta cũng mạnh. Người Trung Quốc, tôi nói thật, có những cái tư tưởng gọi là đại hán đó, có những cái tư tưởng là lúc nào cũng muốn xâm chiếm các nước xung quanh, xâm chiếm Việt Nam. Thế nhưng cũng phải lên nhớ một điều rằng song hành với lại cái tư tưởng xâm chiếm Việt Nam đó thì người dân Việt Nam luôn luôn có tư tưởng chống giặc ngoại xâm từ đời này truyền qua đời khác. Nó trở vào cái gen ADN của người Việt rồi. Đừng bao giờ tự nhục. Cứ nâng đối thủ lên mà tự nhục cho cái dân tộc mình, làm cho dân tộc trở lên bất ổn là không tốt. Nó nói đơn giản thôi. Các bạn nói cho thuê đất 995. À, chúng tôi những người cấp tiến ấy, thoải mái đi, mày cứ giả 995 đi, rồi giả tiền thuê đất 995, ok. Tạo công ăn việc làm cho nhân dân Việt Nam, ok. 99 năm sau đừng bao giờ sợ người dân Việt Nam quên rằng nó cái đất đấy là nó đất thuê. Nên nhớ một điều rằng người dân Việt Nam lúc nào cũng yêu nước và lúc nào cũng bao giờ cũng giữ từng tấc đất từ thời gọi là sao? Từ thời của hai bà Trưng bà Triệu cho đến ngày hôm nay.
đã mất đi một tấc đất nào đâu mà cứ phải lo. Mà đấy độc có 99 năm thì đó. Hay là các bạn không muốn cái đất nước Việt Nam nó phát triển? Người ta chọn đầu tư những con đường cao tốc vào Trung Quốc vào Việt Nam chẳng hạn. Thì các bạn nói rằng là Trung Quốc nó mua, nếu các bạn bây giờ nguy cơ bị Trung Quốc nó xâm chiếm đó, các bạn nguy cơ thấy rõ rồi. 2 triệu người hải ngoại đó góp tiền vào về đầu tư con đường này đi, nhà nước cho thu hồi vốn để mà chia lời, làm ăn đó. Làm nổi không? Không làm nổi đừng ẵng. Tôi nói với các bạn một điều rằng đừng bao giờ sợ là 99 năm sau ta quên, quên năm sau lỗi. Đúng không ạ? Nữ hoàng Anh kia gọi nhà Thanh kia cho bên Anh Quốc kia nó mượn cái đảo Hồng Kông nó 100 năm mà 100 năm sau họ vẫn đòi. Dỗi hơi hết ngày này qua ngày khác kệ mẹ chúng đi. Bảo bạn bảo ai dỗi hơi đó. Tôi nói thật, tôi sợ nó sang Việt Nam, tôi sợ dân Việt Nam Hán hóa nói, dân Việt Việt hóa nói. Các bạn xem cái thằng Trung Quốc nào ở Việt Nam bây giờ còn còn nói tiếng Trung Quốc không? Sang Việt Nam bây giờ là coi như là thành người Việt hết rồi. Nó lại hết rồi. Mở casino hại dân. Không mở thì nó cũng vác tiền sang Campuchia nó đánh mà. Các bạn phải nên nhớ một điều ấy, những cái thằng nào nó đã máu cờ bạc đấy thì nó không quan trọng là cái casino này là của ai, hiểu chưa? Nó không bao giờ nó nghĩ, mà không cần biết ở Việt Nam hay nước ngoài, không ở Việt Nam nó cũng tận sang tận Ma Cao nó đánh bạc. Mẹ cứ lo là nó sang bên Việt Nam rồi nó đẻ con đàn cháu đống. Bà mẹ Việt Nam thì người ta cho thuê, người ta phải luôn đi kèm các điều kiện, chưa gì đã nhảy dựng lên rồi. Đấy là còn chưa nói là ở Việt Nam nó đâu chỉ có Trung Quốc và đầu tư tại Việt Nam đâu. Ở Việt Nam đâu phải chỉ Trung Quốc đâu, ở Việt Nam có Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ rồi đủ các nước vào đầu tư. Và trên cái đất nước Việt Nam cũng không riêng gì có người Trung Quốc, nó còn người Trung Quốc ở Việt Nam là rất ít nha. Lại còn nào là người Mỹ, người Úc, người Canada đủ các kiểu về ở Việt Nam sống nhan nhản. Nhiều thằng người mẹ tay không bắt giặc sang Việt Nam, thằng đấy mới ăn hại nước hại dân đó. Nhiều thằng ví dụ như cái thằng 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 gì mà xin lỗi các bạn quên mất tên, lâu không nói chuyện. Cái thằng gì mà dạy tiếng Anh đó, bà mẹ nó đấy, nó sang tay tay không Việt Nam, sang Việt Nam kiếm vợ này, xong sang Việt Nam kiếm việc này. Cái loại như nó thì đóng góp gì cho cái xã hội này? Cảm ơn Gia Cát Thiên Sơn. Nhưng mà nói chung là đó thì nói cho các bạn đấy thôi. Mở nhiều casino chưa chắc là hại dân. Nước Mỹ đấy. Howard đấy. Howard đấy. Đó, những cái thành phần mà nó sang Việt Nam đấy, nó tay không sang đó nhá. Sang xong là kiếm một cô vợ Việt Nam, xong học tiếng Việt Nam, xong đi dạy tiếng Anh. Đó, có đóng góp gì đâu. Người Mỹ đó. Theo tin tình báo đến 2030 Trung Quốc, gì đây, tan ra Việt Nam làm anh cả dẫn dắt khu vực. Tin tình báo tào lao, đã tình báo để báo cho ông thì sao ông Trịnh Thái. Ông cứ tào lao quá. Tái nan không cho người nước ngoài mua nhà Trung Quốc vẫn chàng nàng. Tái nan không cho người nước ngoài mua nhà. Ok, tái nan không cho người nước ngoài mua nhà, nhưng tại sao những gia tộc Trung Quốc ví dụ như Thạc Xỉn nó là người Trung Quốc, nó là người Hoa đấy, sao nó có thể lãnh đạo được đất nước? Đó. Cái sự bành trướng của Trung Quốc là chúng ta không thể nào mà kiểu không không thể nào phủ nhận được. Nó bành trướng toàn bộ khu vực Đông Nam Á rồi, không chỉ Trung Quốc,
Không chỉ là ở Trung Quốc đâu, nó bành trướng, trừ mỗi Việt Nam nó không bành trướng nổi thôi nhá. Bây giờ bên nào cũng tràn ngập chợ tàu. Bên Campuchia thì thôi khỏi nói rồi. Thái Lan các bạn không cần phải ảng nhiều, thằng Duy nó bảo bây giờ bên đấy Việt Nam với Trung Quốc mua rồi. Singapore thì là của Trung Quốc rồi. Malaysia vừa rồi có ông thủ tướng lên ông ấy bỏ cái đường, bác bỏ cái đường sắt của Trung Quốc làm, nhưng cuối cùng sau đó thì Trung Quốc nó đập cho một vài đòn thì cũng cũng vậy, lại thôi lại phải kéo Trung Quốc vào, không thể thoát ra khỏi cái vòng ảnh hưởng của Trung Quốc rồi. Philippines thì thôi biết không nói, các bạn đều đã biết. Indonesia vừa rồi đấy là hiện nay đang có những cái cử tri nó mang cái quốc tịch Trung Quốc đi, nó đi bầu cử, tức là Trung Quốc nhúng tay cả vào trong bầu cử quốc hội của Indonesia rồi đó, các bạn thấy chưa. Cho nên chỉ có ở Việt Nam này và ở trong cái khu vực Đông Nam Á này, chỉ có Việt Nam mới đứng vững được Trung Quốc, vững vàng đến thế. Tôi đố một cái người Trung Quốc nào về sang đến Trung Quốc này mà còn cầm cái chứng minh thư Trung Quốc mà kiểu như là sống ở Việt Nam mà đi bầu cử được đấy. Chào các cầm nhá. Cho nên chúng ta rất tự hào là một điều là trên trong cái khu vực Đông Nam Á này, nếu mà để mà nói một điều đấy là cái đất nước Việt Nam chúng ta có quật cường trước Trung Quốc hay không đấy, thì nên nhớ rằng chỉ có Việt Nam ta mới là quật cường nhất. Trên cái đất nước Việt Nam không có một cái phố nào được gọi là phố Chinatown. Tôi đố các bạn tìm thấy được cái phố Chinatown trên cái đất nước Việt Nam. Thế nhưng trên thế giới các bạn nhìn nhan nhản Chinatown, những cái phố của Trung Quốc. Điều bất hạnh của Việt Nam là ở gần một ông anh xấu tính, nhưng đó là điều hạnh phúc nhất của Việt Nam. Với những người mà tư tưởng yếu mềm đấy thì đứng cạnh Trung Quốc là một bất hạnh, thế nhưng đứng cạnh Trung Quốc sẽ trở thành một niềm vinh dự cho những anh hùng. Có nghĩa là nhờ có đứng cạnh Trung Quốc đó mà cái đất nước Việt Nam chúng ta có cái lịch sử hào hùng đến vậy. Cũng chính vì đứng cạnh Trung Quốc đó, cái người dân Việt Nam chúng ta cũng có cái tư tưởng nó cũng nhanh, nó tiến bộ. Nói thật về cái văn hóa Việt Nam nhé, nếu mà không phải gì đấy, nhờ có sự cạnh tranh Trung Quốc chúng ta tiếp thu, chúng ta bài lọc và chúng ta là có một cái nền văn hóa có thể nói tương đối hiện đại nhất ở châu Á. Tức là nói về cái mức độ hiện đại của văn hóa các bạn phải hiểu một chút, tức là cái nền văn hóa đấy nó thâm sâu, nó ý nghĩa và nó chu toàn cho tất cả những cái con người đó, nó nhân văn đó, thì đấy là chúng ta gọi là hiện đại. Thì nếu mà nói thế thì ở Việt Nam chúng ta là một có cái nền văn hóa hiện đại nhất châu Á. Tức là gì, chúng ta có thể đứng vững một cách quật cường trước bất cứ một cái, tức là cái gì, khi một con người mà được trang bị một nền văn hóa nó chững chạc, nó đúng đúng đắn đấy, thì nó sẵn sàng vượt qua tất cả thử thách, đúng không? Và cái dân tộc Việt Nam chúng ta thì đã khẳng định trong lịch sử vượt qua hết thử thách lần này đến lần khác, chưa bao giờ chịu cúi đầu trước trước cường địch. Thì đó thể hiện cho là cái gì, thể hiện là một cái nền văn hóa của dân tộc đấy nó quá là hiện đại, nó quá văn minh, nó chân thiện mỹ. Các bạn có đồng ý với tôi điểm đó? Ở Việt Nam chúng ta là có cái điều về văn hóa này nó trừu tượng lắm các bạn. Nói nhiều khi các bạn không hiểu nên các bạn ngồi chả chịu like gì cả, chả chịu like, chả chịu tin, chả chịu share gì cả. Có nghĩa là nhờ có một nền văn hóa nó chân thiện mỹ, nó hoàn thiện đến cỡ đó mà chúng ta có được sự đoàn kết với nhau, vượt qua được tất cả thử thách này đến thử thách khác. Giống như mỗi con người đấy mà nó đã trang bị một cái kiến thức vững vàng, một nền văn hóa, một cái tư tưởng gọi là văn minh lịch sự rồi, nó chững chạc đường hoàng đó, thì không một cái vật cản nào đánh ngã đánh gục được anh ta, đúng không ạ? Còn những người mà nó khuyết tật về nền văn hóa, khuyết tật về suy nghĩ ấy, thì rất dễ gục ngã chứ khó khăn. Đây là nói ví dụ để cho các bạn hiểu. Thì trên cái đất nước Việt Nam này đấy, nhờ chúng ta có được một cái văn hóa nó quật cường thì chúng ta mới đứng vững được.
đó gọi là đề kháng. Đề kháng khác, đề kháng là nội lực chống lại những cái xấu, cái thói hư tật xấu trong trong xã hội, nó gọi đề kháng. Còn đấy, trang bị cho mình được một cái văn hóa, ví dụ như tôi nói các bạn nuôi con nuôi cái đúng không, thì các bạn hy vọng thằng con bạn này giỏi về kiến thức này, lịch sự về văn hóa này, cách ứng xử này, rồi cái bản lĩnh, cái chí tính này. Đấy, cho nên là tại sao mà Trung Quốc ngày xưa đóng cái bộ phim Tây Du Ký đấy. Cái bộ phim Tây Du Ký đấy là nói về cái sự tu hành của một con người đấy. Năm năm thầy trò Đường Tăng đó thể hiện cho năm cái đức tính của con người. Năm đức tính này cần phải được tu duy đấy. Ví dụ như là Đường Tăng thì thể hiện cho cái thân thể này. Rồi Tôn Ngộ Không thì nó là cái tâm, cái trí này. Chư Bát Giới nó là cái ham muốn, cái sắc dục này. Rồi là Ngộ Tĩnh thì là cái tính cách này. Còn ngộ ngộ tĩnh thì là cái ý chí này. Còn con ngựa ngộ ngộ tĩnh là tính cách hiền hòa. Còn con ngựa thể hiện cho ý chí này. Đấy là gì? Là thân thể thì khỏe mạnh, đẹp trai, hoàn mỹ. Rồi là tâm thì trong sáng, thông minh, thiên biến vạn hóa. Còn chư Bát Giới thì phải bị kìm nén, phải tu dưỡng xuống, phải đè nén xuống đúng không? Còn ngộ tĩnh thì thể hiện cho tính cách hiền hòa, điềm đạm này. Đó, cho nên con ngựa thì nó là ý chí quật cường này. Đó, đấy là năm thầy trò thể hiện cho năm cái tính cách đó. Nếu như con người tu đến cái cảnh giới đó thì trở thành Phật. Thì trong cái đất nữa thì đấy là nói cho các bạn hiểu là gì, tức là con người nó cần trang bị một cái nền văn hóa thật tốt thì nó mới chống chọi được tất cả những cái yêu ma quỷ quái ở trên cái cõi đời. Tức là vượt qua được hết cái gọi là người ta có thể nói đó là gì? Nó là những cái vận hạn không bị vấp ngã. Thì dân tộc Việt Nam chúng ta nếu mà đứng ở nhờ có cạnh đứng cạnh Trung Quốc đó mà chúng ta có được cái nền văn hóa nó tương đối là hiện đại, nó để thể hiện được toàn bộ cái tính chân thiện mỹ ở trong cái đất nước, có sự hào hùng, có sự mềm dẻo, có sự tươi đẹp. Phố Chí Na bên Tây chỉ là khu buôn bán, không có gì đặc biệt. Đất tôi thừa. Đất đó tôi thừa. Anh có công tôi sẽ cho anh làm ăn. Tôi lấy thuế hay không? Bác chủ tịch nước đi thăm nước Mỹ chứng tỏ vận nước đang lên. Mình có khách thì nhá, thì lúc khác mình sẽ livestream lại các bạn, nhà lại có khách. Bye bye mọi người nhé, chờ cho chút, mời vào.